các bạn quay trở lại với xem mấy của mình nhận phát hiện một tổ trái đất nữa này các bạn này. Tổ này gần với tổ trước mình bị bắt bộ đây chúng ta rồi đây các bạn này, đang có hai trứng nhé, ba trứng, ba trứng nhé. Giờ mình đi đây, con bố mẹ nó nhìn thấy mình rồi. Cái tổ này thì cái tổ này là cái tổ mà nó làm lại cái tổ mà mình năm trứng ấy bị người ta phá ấy. Thế hôm nay mình hôm trước mình đi thăm cái tổ năm trứng kia thì bị phá mất rồi, nên mình cũng thấy con bố mẹ là vợ đây, thế mình hôm nay mình ra mình chỗ vườn rau nhà mình ấy, mình tưới rau thì mình thấy con bạch thanh nó đậu ngay trên cái dây điện này đấy, thế là con chuột đất trống nó kêu rất là ác. Thế mình mới thử mò xuống xem thì ai ngờ phát hiện ra cái tổ vừa rồi ấy, có ba trứng các bạn. Thì cái tổ này là cái đôi mà trước bị phá nhá các bạn nhé, nó bị phá thì nó sẽ làm tiếp nửa thứ hai mà các bạn. Thì ok, thì mình đã phát hiện ra tổ chuột đất nữa nhá các bạn nhé. Thì thôi bây giờ mình đi về đấy các bạn này, cái thấy phát hiện ra tổ chim mình quay cho các bạn xem thôi. Cảm trưa rồi 12 rưỡi. Ok, thì các bạn thấy video của mình hay nhớ để lại cho mình một đăng ký kênh để theo dõi những cái chuyến đi tìm tổ chim của mình nhé. Bye bye.